Boston Med là công ty môi giới trực tuyến có trụ sở tại Boston, Hoa Kỳ. Thành lập vào năm 2012, là sàn giao dịch uy tín đáng tin cậy của nhà đầu tư. Boston Med không phát sinh chi phí ẩn, an toàn cho nhà đầu tư. Thông tin của nhà đầu tư hoàn toàn bảo mật và thực hiện giao dịch trên nền tảng MetaTrader 5 hiện đại và khớp lệnh cực nhanh. Sản phẩm giao dịch của Boston Med bao gồm chỉ số, cổ phiếu Forex, hàng hóa. Nhà đầu tư còn có thể đầu tư tiền điện tử tại Boston Med. Đăng ký đầu tư ngay tại www.bostonmed.com. Dạ, thì em xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Thì lời nói đầu tiên cho phép Thảo Nhi và Ngọc Nhi xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị đang theo dõi buổi học ngày hôm nay ha. Thì chúc tất cả các anh chị mình sẽ có một cái buổi tối vui vẻ cũng như là một buổi học nhiều kiến thức và ý nghĩa. Thì sau đây em sẽ giới thiệu cho các anh chị nhà đầu tư, đặc biệt là những anh chị nhà đầu tư mới, những kiến thức cơ bản khi giao dịch chứng khoán quốc tế, thì nhằm giúp cho các anh chị có đủ kiến thức để có thể tự tin tham gia vào sàn chứng khoán quốc tế ha. Thì buổi học của chúng ta hôm nay sẽ bao gồm có 4 phần chính ha. Dạ, thì các anh chị có thể nhìn lên màn hình ha. Đó, phần đầu tiên là giới thiệu về Boston Med. Phần thứ hai là kiến thức đầu tư chứng khoán cho người mới. Phần thứ ba là thương vụ cổ phiếu tháng 6. Và phần cuối cùng là hỏi và đáp. Thì các anh chị mình theo dõi buổi học á, thì mình có vấn đề gì thắc mắc á, thì cuối buổi học các anh chị mình có thể đặt câu hỏi để Thảo Nhi cũng như là Ngọc Nhi có thể giải đáp cho các anh chị ha. Thì trước khi mà đi vào chủ đề chính của buổi học ngày hôm nay, thì em xin ít phút để giới thiệu sơ lược qua cho các anh chị về sàn chứng khoán Boston Med ha. Thì có thể các anh chị khi mà chúng ta đầu tư vào sàn chứng khoán quốc tế rồi, thì có thể các anh chị đã biết về sàn Boston Med. Tuy nhiên có thể các nhà đầu tư mới họ chưa biết về sàn Boston Med. Thì sàn Boston Med là gì? Boston Med là sàn giao dịch chứng khoán quốc tế được thành lập từ năm 2012 tại Mỹ nha các anh chị. Thì ưu điểm của sàn Boston Med là thứ nhất là phí thấp, thứ hai là có rất nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, và thứ ba là thanh khoản T cộng 0, vân vân và vân vân. Thì những cái chi tiết mà các anh chị cảm thấy thắc mắc thì các anh chị có thể truy cập vào trang web là www.bostonmed.com ha, để mà các anh chị có thể hiểu rõ hơn về sàn Boston Med các anh chị ha. Thì tiếp theo đây thì khi mà các anh chị đầu tư vào sàn chứng khoán thì tùy thuộc vào cái nhu cầu mà các anh chị đầu tư cũng như là mục đích đầu tư của các anh chị, thì sàn sẽ hỗ trợ cho các anh chị những cái loại tài khoản khác nhau. Và bên em thì bao gồm có 4 loại tài khoản chính. Các anh chị có thể nhìn trên màn hình ha. Tài khoản đầu tiên là tài khoản tiêu chuẩn, thứ hai là cố định, thứ ba là cao cấp, và cuối cùng là ECN nha. Thì bây giờ các anh chị mình chú ý vào màn hình giúp em ha. Cái khung màu xám nha các anh chị, đó là tài khoản ECN. Thì đây là cái tài khoản dành riêng cho cổ phiếu nha các anh chị. Thì các anh chị có thể thấy cái tài khoản này, cái ưu điểm của nó là fee spread á. Các anh chị có thể để ý là fee spread của nó gần như là bằng không nha. Và bên em hỗ trợ là free phí qua đêm cho mình nếu tài khoản các anh chị mình từ 2.000 đô trở lên. Và nếu các anh chị mình đã từng đầu tư rồi thì các anh chị cũng biết cổ phiếu là chúng ta sẽ giao dịch là theo có những cách, ví dụ như là dài hạn hoặc là ngắn hạn. Và cho dù là dài hạn hay ngắn hạn gì á, thì chúng ta cũng để là qua đêm. Vậy thì khi mà sàn hỗ trợ free phí qua đêm cho mình á, đây là một cái ưu điểm cực kỳ tốt cho các anh chị. Thì các anh chị mình lưu ý ha, cái tài khoản này sẽ dành riêng cho cổ phiếu. Và các anh chị mà khi mà mình đầu tư về Forex á, thì có một cái tài khoản á, rất là tốt cho các anh chị, đó là tài khoản cố định. Các anh chị nhìn vào khung màu cam giúp em nha. Thì cái tài khoản này nó có ưu điểm là fee spread của nó sẽ cố định từ 1.3 pip luôn. Có nghĩa là dù thị trường nó có biến đổi như thế nào hoặc là có những cái tin giật như thế nào thì fee spread bên em sẽ cố định cho mình. Và bên em cũng free phí hoa hồng cho mình luôn nha các anh chị. Và nếu như các anh chị mình đầu tư vốn từ 2.000 đô trở lên thì bên em vẫn free fee swap cho mình luôn. Và về cái vấn đề fee swap này các anh chị cũng yên tâm, tại vì thông thường về Forex thì bên em thường hỗ trợ cho các anh chị mình lướt sóng nhiều hơn, có nghĩa là mình chốt trong phiên luôn, cho nên là về vấn đề phí qua đêm các anh chị mình đừng có lo ngại quá nhiều.
Rồi, nếu như các anh chị mình đang phân vân là không biết là bây giờ mình nên đầu tư cái sản phẩm nào, forex, cổ phiếu hay là hàng hóa gì đó, hoặc là các anh chị mình muốn đầu tư vừa forex vừa cổ phiếu gì đó, thì có hai cái loại tài khoản nó rất là phù hợp cho các anh chị, đó là tài khoản tiêu chuẩn và tài khoản cao cấp. Thì tài khoản tiêu chuẩn hay còn gọi là standard á, thì cái tài khoản này nó sẽ dành cho các anh chị mình có số vốn nhỏ nhưng mà mình muốn vừa đầu tư cổ phiếu vừa đầu tư forex. Thì cái tài khoản standard này á, fee swap của mình á, nó sẽ từ là 1.1 bip và bên em cũng free phí hoa hồng cho mình luôn. Và nếu như mà các anh chị đầu tư từ 2.000 đô trở lên, bên em vẫn miễn phí qua đêm cho mình nha các anh chị. Và cái tài khoản cuối cùng á, đây là được xem là cái tài khoản VIP bên em á, là cái tài khoản cao cấp. Thì các anh chị mình có thể để ý đi cái khung màu vàng á nha các anh chị. Thì cái tài khoản này á, fee swap của nó rất là thấp nha. Nó cố định 0.5 bip cho mình, nó rất thấp mà nó còn được free phí hoa hồng nữa nha các anh chị. Còn á, nếu như mà các anh chị mình nó có số vốn là từ 5.000 đô trở lên á, thì các anh chị mình nên đầu tư vào, mình nên tạo cái tài khoản cao cấp này nha các anh chị. Và cái tài khoản này nó chỉ dành cho những nhà đầu tư mà vốn từ 5.000 đô trở lên ha. Thì nếu như mà các anh chị quan tâm về những cái loại tài khoản ở bên em và vẫn chưa biết là mình nên chọn cái tài khoản nào, thì các anh chị mình có thể liên hệ cái bạn hỗ trợ mình á, để bạn đó có thể hướng dẫn mình rõ hơn, để mình có thể mình biết thêm về cái cách đầu tư cũng như là mình nên chọn cái loại tài khoản nào cho phù hợp ha. Thì hiện tại á, thì hiện tại á là có một cái câu hỏi á, các anh chị có một câu hỏi mà Thảo Nhi nhận được rất là nhiều từ khách hàng của Thảo Nhi á, là tại sao bây giờ tôi phải đầu tư vào chứng khoán quốc tế của bạn mà tôi không đầu tư vào những cái kênh khác, ví dụ là chứng khoán Việt Nam nè, hay là gửi tiền tiết kiệm hoặc là bất động sản. Tại sao tôi không đầu tư vào những cái kênh đó, tôi phải đầu tư vào bên bạn? Thì bên bạn có những cái ưu điểm gì mà tôi phải đầu tư bên bạn? Vậy thì chứng khoán quốc tế có những cái lợi ích gì mà bây giờ chúng ta có thể giới thiệu cho những nhà đầu tư? Thì Ngọc Nhi ơi, không biết là Ngọc Nhi có thể giới thiệu cho các anh chị ở đây biết về những cái lợi ích mà thị trường chứng khoán quốc tế mang lại được không ạ? Dạ, xin mời Ngọc Nhi ạ. Rồi ha, thì hiện tại á, nếu như mà các anh chị đang định kiếm cái đầu tư cái kênh đầu tư mà mang tỷ suất lợi nhuận sinh lời tốt cũng như hiệu quả, thì chúng ta không nên bỏ qua chứng khoán quốc tế. Thì sau đây á, Ngọc Nhi xin liệt kê cho mình một vài cái lợi ích mà thị trường chứng khoán quốc tế mang lại. Thứ nhất là thị trường mở cửa 5 ngày một tuần. Thì bên mình á, là thị trường mở cửa vào thứ 2 đến thứ 6 anh chị nhé. Và anh chị lưu ý giúp em là thứ 7 chủ nhật thì thị trường sẽ đóng cửa. Rồi, lợi ích thứ hai đó là giao dịch hai chiều. Thì bên mình sẽ có hai nút lệnh, đó là nút lệnh buy và nút lệnh sell. Thì á, cái thị trường này có nghĩa là kinh doanh theo chiều giá tăng và giá giảm thì anh chị đều có lời. Giá tăng anh chị cũng có lời, giá giảm anh chị cũng có lời. Anh chị cứ hiểu đơn giản giúp em á, là buy có nghĩa là mua giá thấp, bán ra giá cao. Cái lợi nhuận anh chị nhận được sẽ là sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Ví dụ nha, anh chị mua một cổ phiếu với giá 10 đô đi, đúng không? Nó tăng lên 12 đô, thì lúc này anh chị sẽ lời được 2 đô trên một cổ phiếu. Đó, còn sell thì người ta thường gọi là sell là bán khống. Nhưng mà anh chị đừng có suy nghĩ về cái từ bán khống quá nhiều, mà chỉ hiểu đơn giản thôi. Có nghĩa là ví dụ như anh chị nghĩ giá của nó giảm, thì anh chị vào anh chị đặt nút lệnh sell giúp em. Ví dụ như hiện tại giá đang là 10 đô trên một cổ phiếu, và anh chị nghĩ là sắp tới thì giá của nó sẽ giảm là còn 8 đô trên một cổ phiếu, thì anh chị vào anh chị đặt nút lệnh sell. Nếu như giá của nó giảm còn 8 đô thì lúc này anh chị sẽ lời được 2 đô trên một cổ, đúng không? Thì mình mua bao nhiêu cổ thì mình cứ nhân lên thôi. Rồi, cái lợi ích thứ ba là thời gian mở lệnh mua và bán cổ phiếu ngay lập tức. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thanh khoản đó anh chị. Thanh khoản bên sàn bên em á, là thanh khoản T cộng 0. Có nghĩa là khi anh chị đặt lệnh á, thì cái lệnh của mình nó khớp liền ngay lập tức luôn. Dạ, thì á, có nghĩa là bên em nha, khi mà anh chị đặt lệnh mua, bán thì cái lệnh của mình nó khớp liền luôn. Khi anh chị bán thì sẽ có người mua, và khi mua thì sẽ có người bán. Rồi, cái lợi ích thứ tư có nghĩa là anh chị có cơ hội đầu tư vào các công ty lớn như là Apple nè, Google nè, Facebook, Johnson Johnson, Coca-Cola, Pepsi vân vân. Có nghĩa là khi mà anh chị đầu tư vào chứng khoán quốc tế, đúng không? Thì anh chị đang lo ngại
là bây giờ mình đầu tư về các mã cổ phiếu bên quốc tế, mình không biết gì về nó thì tại sao mình lại đầu tư vào nó? Cái này á, đây là một cái sai lầm lớn nhất của các anh chị. Tại vì thời buổi bây giờ là thời buổi công nghệ 4.0 mà, đúng không? Anh chị có thể tìm hiểu bất cứ cái thứ gì. Anh chị lên Google, ví dụ bây giờ anh chị đang muốn đầu tư về một cái mã cổ phiếu về công nghệ đi. Anh chị lên Google search chẳng hạn như là Apple, đúng không? Thì anh chị có thể lên Google, anh chị điều tra thông tin về cái của Apple nè. Với lại á, là hiện tại bên em á, là anh chị có thể đăng nhập vào cái website investin.com. Thì trên đây á, nó sẽ công bố đầy đủ luôn. Ví dụ anh chị vào investin.com, anh chị nhập cái mã Apple, thì trên đó nó sẽ có giá cổ phiếu của Apple nè. Rồi nó có là lịch sử giao dịch, có nghĩa là những ngày qua giá cổ phiếu của Apple nó tăng giảm như thế nào. Rồi trên đó nó sẽ có là cái công bố cái lịch chi cổ tức hay là báo cáo doanh thu. Thì anh chị có thể nắm được, thứ nhất là mình nắm được cái nguồn gốc của công ty như thế nào, rồi mình nắm được là xuất xứ ở đâu, rồi kinh doanh sản phẩm gì, hay là lợi nhuận doanh thu của từng quý nó như thế nào. Anh chị có thể nắm được hết, chứ không phải là mình đầu tư vào các mã cổ phiếu quốc tế là mình không biết gì về nó. Thì em là tư vấn rất là nhiều nhà đầu tư, nhưng mà có nhiều khách hàng bên em lại bảo á, là thôi mình đầu tư những cái mã cổ phiếu Việt Nam thôi, chứng khoán quốc tế mình biết gì đâu mà mình đầu tư. Thực chất cái này là anh chị đang cố tình thôi, mình không muốn hiểu nó thôi. Thực chất á, thời buổi công nghệ 4.0 rồi, anh chị lên Google sẽ có hết luôn. Và bây giờ bên em sẽ hướng dẫn anh chị cứ vào trang investin.com thì anh chị sẽ có thể là hiểu rõ hơn về cái thị trường này ha. Rồi, và cái cuối cùng là khi anh chị đầu tư vào cái thị trường chứng khoán quốc tế, anh chị sẽ nhận được cái phần đó là lợi nhuận từ cổ tức. Là cái phần lợi nhuận này chắc chắn anh chị sẽ nhận được luôn nha. Có nghĩa là khi mà anh chị đầu tư, đúng không? Thì tùy vào cái mã cổ phiếu, có mã nó sẽ chia vào theo quý, có mã nó sẽ chia theo năm, nhưng mà cái lợi nhuận cổ tức là cái lợi nhuận em đảm bảo chắc chắn 100% anh chị sẽ nhận được. Ví dụ như trong tháng này đi, có cái thương vụ Coca-Cola, anh chị có thể tìm hiểu, thì ngày 14 tháng 6 thì cái mã này nó sẽ chia cổ tức với giá là 0.42 đô trên một cổ phiếu. Ví dụ anh chị nắm một cổ phiếu của nó thôi thì em chắc chắn luôn là đến ngày 14 tháng 6 anh chị sẽ nhận là 0.42 đô trên một cổ phiếu. Đó, thì anh chị đầu tư vào chứng khoán được một cái là mình có thêm một cái phần lợi nhuận từ cổ tức nữa anh chị. Rồi. Rồi, đi vào chủ đề chính hôm nay á, thì để các anh chị có thể hiểu rõ hơn về thị trường chứng khoán quốc tế, thì có nhiều nhà đầu tư cũng hay đặt một câu hỏi, vậy chứng khoán là gì? Thì anh chị cứ hiểu một cách đơn giản, chứng khoán nó như là một cái công cụ tài chính có giá trị, là một phương tiện hàng hóa trừu tượng mà chúng ta có thể mua bán, nắm giữ, chuyển nhượng hoặc là trao đổi trên thị trường. Và hiện tại á, thì ở sàn Boston Med bên em á, có 4 mã sản phẩm cho mình. Thứ nhất là về cổ phiếu nè, thứ hai là về forex, thứ ba là về hàng hóa, thứ tư và là về chỉ số. Thì á, thì Ngọc Nhi sẽ giới thiệu cho anh chị hiểu rõ trước tiên là về cổ phiếu ha. Tại vì so với cái sản phẩm mà em vừa nêu ở trên á, là cổ phiếu forex nè, chỉ số hàng hóa, thì cổ phiếu là cái kênh đầu tư khá là an toàn, biên độ dao động của nó nhỏ nhưng mà lợi nhuận của nó cũng khá là cao. Tại vì mình có vừa có lợi nhuận tăng trưởng giá, thứ hai là còn có phần lợi nhuận từ cổ tức nữa. Rồi, thì cổ phiếu là gì? Thì cổ phiếu là một cái loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của người sở hữu cổ phiếu đối với tài sản hoặc vốn của một công ty cổ phần. Với tỷ lệ phần trăm cổ phần sở hữu, nếu công ty hoạt động kinh doanh hiệu quả, cổ phiếu tăng trưởng tốt thì anh chị sẽ hưởng được một cái phần lợi nhuận từ doanh nghiệp. Nếu anh chị sở hữu càng nhiều cổ phiếu thì lợi nhuận nhận được càng lớn. Ngoài ra, khi chúng ta đầu tư vào cổ phiếu, chúng ta còn được nhận một phần lợi nhuận kép nữa, đó là nhuận cổ tức, là cái phần lợi nhuận chắc chắn sẽ nhận được. Thì đây chỉ là một cái khái niệm thôi, thì có thể là anh chị sẽ khó hiểu, nhưng mà em sẽ giới thiệu đưa ra một cái ví dụ để anh chị có thể dễ hiểu hơn ha. Thì bây giờ nè, trước tiên mình muốn đầu tư vào cổ phiếu, đúng không? Thì mình trước tiên mình phải chọn một cái công ty nào đó để mình đầu tư, đúng không? Thì chẳng hạn bây giờ hiện tại là đang trong cái mùa dịch Covid-19 này, đúng không? Tại sao mình không nghĩ là mình tìm một mã cổ phiếu nào đó vừa an toàn, vừa đầu tư có lợi nhuận? Anh chị có bao giờ nghĩ đến những cái mã cổ phiếu chuyên về y tế chưa? Những cái mã điều chế vaccine cho Covid-19 á. Rồi, ví dụ nha, bây giờ hiện tại bên em có nhiều những cái mã mà điều chế vaccine như là Pfizer nè, Johnson & Johnson, Moderna hay là Gilead, đúng không? Thì bây giờ em ví dụ anh chị chọn giúp em một mã như là Pfizer đi. Rồi, hồi nãy anh chị nhớ là lúc mà em có nói với mình á, là bên mình là thị trường hai chiều. Có nghĩa là có hai nút lệnh cho anh chị đặt, là nút lệnh buy và nút lệnh sell. Buy là anh chị đang kỳ vọng giá của nó tăng, đúng không? Thì bây giờ em dẫn dắt cho anh chị vào nè. Thứ trước tiên là mình biết là mình
mình lên trang investin.com là mình biết xem thông tin của Pfizer rồi, mình biết giá của nó rồi, mình xem được doanh thu của nó rồi, đúng không? Rồi, hiện tại tại sao mình nên đầu tư vào nó? Thì bữa giờ là không biết là anh chị mình có đang xem thời sự không? Nghe thời sự anh chị có nắm được cái tình hình dịch Covid-19 đúng không? Thì á, anh chị cũng có nghe đến là cái mã vaccine Pfizer. Đó, thì Pfizer á, là nó đưa ra cái mã vaccine cho Covid-19 và nó qua nhiều lần thử nghiệm á, thì hầu như có thể nói là bây giờ nó tỷ lệ thành công của nó gần như là 100% và áp dụng cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Và Việt Nam của mình cũng đặt mua một cái lượng lớn vaccine Pfizer. Và theo em được biết thông tin là có thể là kết thúc quý 4 này á, là bên Pfizer nó mới cung cấp đầy đủ vaccine Covid-19 hiện tại cho nước Việt Nam của mình. Và hiện tại thì không phải là chỉ một nước ở Việt Nam mình là bị dịch thôi, mà những nước khác cũng dịch khá nhiều, nên người ta cũng đặt mua vaccine cũng khá là nhiều. Và hiện tại theo em cập nhật thông tin thì cái số lượng đơn đặt hàng phải lên đến cuối năm 2023 mới có thể giao hết. Mà anh chị thấy đấy, cái nguồn cầu nó quá là cao mà nguồn cung thì nó lại thấp. Chính vì vậy thì nếu như mà vaccine nó được sản xuất ra mỗi ngày càng nhiều thì bán ra thì doanh thu nó cũng cao. Các anh chị phải xác định được cái xu hướng dài hạn của nó. Đó là tới 2023 thì đến thời điểm hiện tại thôi, đó là Pfizer mới cung cấp đủ vaccine cho những cái đơn đặt hàng hiện tại. Thì anh chị thấy cái nguồn cầu quá cao mà nguồn cung lại thiếu thì chắc chắn xu hướng dài hạn của nó doanh thu nó sẽ tăng. Thì doanh thu nó tăng như vậy thì anh chị cũng có thể theo dõi được những cái quý trước doanh thu nó như thế nào. Và đang trong cái thời kỳ dịch Covid-19 thì anh chị nghĩ cái mã này có nên đáng để đầu tư hay không? Và anh chị nếu đang nghĩ giá của nó sẽ tăng thì anh chị vào anh chị đặt nút lệnh buy giúp em. Ví dụ em ví dụ hiện tại giá nó đang là 100 đô, nhưng mà qua trong vòng 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng gì nữa thì giá của nó tăng lên là 110 đô đi, thì anh chị có phải là đang lời được 10 đô trên một cổ phiếu không? Đúng không? Ví dụ mình có 100 cổ phiếu, có thể là mình phải lời 1.000 đô đúng không? Rồi, cái đó là theo cái chiều hướng là buy, là chiều hướng mình nghĩ kỳ vọng giá nó tăng. Còn anh chị suy nghĩ là, ủa vậy khi nào mình đặt nút lệnh sell? Em sẽ đưa ra một ví dụ, nếu như cái trường hợp anh chị đặt nút lệnh sell là sao? Ví dụ bây giờ anh chị muốn mua mã cổ phiếu của về Boeing đi, thì đây là một cái hãng hàng không máy bay. Em đi vào thực tế luôn, là hiện tại đang trong mùa dịch Covid-19, thì cái hãng hàng không này anh chị nghĩ nó có được hoạt động như lúc trước được hay không? Doanh thu nó có được như lúc trước hay không? Tại vì nó đang là mùa dịch thì nên bị trì hoãn khá là nhiều, đúng không? Thì có thời điểm hiện tại chắc chắn giá cổ phiếu của nó sẽ có thể là giảm nhẹ hoặc là cũng có thể giảm sâu luôn. Tại vì lúc mà mới bùng dịch đó, giá cổ phiếu Boeing giảm rất là sâu anh chị. Đó, thì nếu như tại thời điểm này anh chị đang đặt nút lệnh sell, giá nó càng giảm anh chị càng có lời. Quan trọng trong cái thị trường này là gì? Mình nắm bắt đúng xu hướng của nó. Những cái xu hướng, những cái tin tức này ở đâu thì bên em một phần bên em sẽ cập nhật cho mình, nhưng mà anh chị cũng có thể tham khảo trên trang investin.com, thì trên đây nó có cập nhật tin tức cho mình, hoặc là Forex Factory, hay là những cái trang báo hay là cà phê gì đó. Đó, thì những cái trang báo này nó sẽ cung cấp thông tin cho mình, thì mình đọc và một phần nào đó sàn sẽ hỗ trợ thông tin cho mình, thì mình sẽ có thể nắm vững hơn và có thể là xác định là xu hướng là nên buy hay nên sell để có thể là tối đa cái lợi nhuận của mình á. Rồi, em sau đó là Ngọc Nhi vừa giới thiệu cho các anh chị xong về thương vụ cổ phiếu, thì những cái sản phẩm về Forex là như thế nào, chỉ số là như thế nào, hàng hóa là như thế nào á, thì Thảo Nhi sẽ giới thiệu cho các anh chị hiểu rõ hơn á. Dạ, thì như lúc nãy Ngọc Nhi có nói cho các anh chị nhà đầu tư mới thì chúng ta nên tập trung chủ yếu vào cổ phiếu, cũng như là nếu mà có thời gian thì mình có thể mình lướt sóng thêm Forex ha các anh chị. Vậy thì Forex là gì? Forex là thị trường mua và bán tiền tệ của các quốc gia khác nhau. Forex là một trong những thị trường tài chính toàn cầu lớn nhất trên thế giới để chúng ta có thể giao dịch các cái loại tiền tệ. Và Forex sẽ mở cửa là 24/24 ha các anh chị. Sẽ mở cửa là 5 ngày một tuần, có nghĩa là từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 chủ nhật thì thị trường sẽ đóng cửa. Và em ví dụ những cái loại tiền tệ chính mà chúng ta sẽ giao dịch, ví dụ như là USD, GBP, EUR vân vân. Thì còn tiếp theo là về hàng hóa thì thông thường hàng hóa với chỉ số thì bên em vẫn hỗ trợ cho những nhà đầu tư. Tuy nhiên là em có một cái lời khuyên cho các anh chị là nếu như mà số vốn của mình lớn thì mình hãy nên là mình đầu tư hàng hóa và là chỉ số, tại vì cái biên độ dao động của nó khá là cao, cho nên là nếu mà vốn mình lớn cũng như là mình có kiến thức thì mình hãy đầu tư về hàng hóa các anh chị ha. Thì hàng hóa bên em thì thường mình sẽ giao dịch ví dụ như là vàng nè, bạc nè, dầu nè, đường hoặc là cacao. Còn chỉ số ví dụ như là Dow Jones 30, S&P 500,
Nasdaq 100 thì về forex nè, hàng hóa hoặc là chỉ số á, thì các anh chị mình khi giao dịch tại sàn Boston Met á, thì các anh chị mình yên tâm á, bên em có một cái group tín hiệu hỗ trợ cho các anh chị. Thì group tín hiệu này bên em sẽ hỗ trợ lệnh là tầm là từ 8 giờ 30 sáng cho tới là 16 giờ chiều á, thì bên em sẽ hỗ trợ lệnh cho mình. Đó, thì bên em sẽ các anh chị mình có thể lên cái nhóm đó, các anh chị mình trao đổi với những nhà đầu tư khác hoặc là trao đổi với chuyên gia bên em để các anh chị mình có thể có thêm cái kiến thức về thị trường. Đó, cũng như là các anh chị có thể là dựa vào những cái thông tin ở trên nhóm hoặc là chúng ta dựa vào những cái lệnh trên nhóm để chúng ta kiếm lợi nhuận là từ 15 đến 20% trên một tháng các anh chị ha. Rồi, có thể là một số anh chị mình đang phân vân là bây giờ nếu như mà chúng tôi muốn đầu tư vào sàn chứng khoán quốc tế thì có phải chúng tôi phải lên văn phòng hoặc chúng tôi phải lên sàn không? Rồi, các anh chị ơi, xin thưa rằng bây giờ là thời kỳ 4.0 rồi, các anh chị hoàn toàn có thể giao dịch tại nhà nha. Chúng ta chỉ cần có một chiếc smartphone là chúng ta có thể giao dịch tại nhà rồi. Các anh chị mình vui lòng á, ví dụ như mình xài App Store đi, mình xài iPhone đi thì mình vào App Store, còn mình xài Android thì mình vào CH Play, mình tải cái ứng dụng là MT5 về cho em ha. Đó, các anh chị mình nhìn lên màn hình ha, đây là giao diện của MT5 trên máy tính và điện thoại nha. Đó, thì các anh chị mình tải về, nó tải rất là nhanh thôi và dung lượng của nó cũng rất là thấp nữa. Thì khi mà chúng ta muốn đầu tư thì đầu tiên chúng ta phải tạo một cái tài khoản ở trên sàn và chúng ta sẽ đăng nhập vào MT5 á, thì chúng ta có thể mới đầu tư được nha các anh chị. Thì cái này về phần sau của buổi học thì bên em sẽ hướng dẫn cho các anh chị để mà các anh chị biết cái cách mà mình tạo tài khoản như thế nào, cũng như là cái cách mình đăng nhập vào MT5 như thế nào nha các anh chị. Rồi, khi mà chúng ta đầu tư vào chứng khoán quốc tế á, thì một cái vấn đề mà các anh chị quan tâm nữa đó là giao dịch đòn bẩy. Thì giao dịch đòn bẩy là một cái hệ thống cho phép các nhà đầu tư mở những cái vị thế lớn hơn nhiều so với cái số vốn của bản thân. Và sàn Boston Met á, hiện tại là đang hỗ trợ mức đòn bẩy, cổ phiếu là 1:20, forex là 1:500 và hàng hóa với chỉ số là 1:100 nha. Hay nói đơn giản, em ví dụ như giá cổ phiếu của tập đoàn Apple hiện tại nó đang là 125 đô trên một cổ phiếu nha, và sàn hỗ trợ đòn bẩy là 1:20. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lấy 125 chúng ta chia cho 20 là chúng ta chỉ cần bỏ ra là khoảng 6,25 đô để chúng ta sở hữu được một cổ phiếu nha các anh chị. Rồi, và tiếp theo một điều các anh chị cần biết nữa, khi chúng ta giao dịch vào sàn chứng khoán quốc tế cũng như là bất kỳ chúng ta giao dịch ở sàn nào đi chăng nữa về chứng khoán quốc tế thì chúng ta cũng phải chịu những cái khoản phí mà mình phải trả, ví dụ như là phí spread hay còn gọi là phí giao dịch, thứ hai là phí hoa hồng và thứ ba là phí qua đêm. Vì khi chúng ta đầu tư thì chúng ta phải chi trả những cái khoản phí cho sàn. Thì về vấn đề này sàn Boston Met làm khá tốt nha. Thì Boston Met hiện tại đang với mức phí spread là thấp nhất thị trường, miễn phí hoa hồng và miễn phí qua đêm cho tất cả các anh chị nhà đầu tư vốn từ 2.000 đô trở lên nha các anh chị. Các anh chị mình á, nếu như mà mình đầu tư thì mình phải quan tâm đến cái phí giao dịch nha. Tại vì khi chúng ta tối ưu được cái chi phí thì nó đồng nghĩa với cái việc chúng ta có thể tối đa được cái lợi nhuận. Thì nếu như mà anh chị mình á, có thắc mắc gì về những cái loại phí cũng như á, là mình có vấn đề gì không hiểu từ buổi học á, thì các anh chị mình có thể đặt câu hỏi ở cuối giờ nha. Hiện tại em thấy cũng có một số câu hỏi rồi đó. Thì bây giờ cuối giờ các anh chị mình chịu khó đợi tới cuối buổi học á, thì bên em sẽ giải đáp cho mình nha. Dạ. Yeah. Thì như em có giới thiệu lúc nãy á, thì khi mà mình đầu tư á, thì đầu tiên mình phải tạo một cái tài khoản cũng như là mình sẽ phải đăng nhập vào MT5 á, thì mình mới giao dịch được nha các anh chị. Thì cái cách để mà mình tạo tài khoản và giao dịch như thế nào thì tiếp theo sau đây á, Ngọc Nhi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách để mà mình mở tài khoản cũng như á, là mình giao dịch trên app MT5 nha các anh chị. Dạ rồi ha, thì tiếp theo Ngọc Nhi sẽ giới thiệu các anh chị cái cách mà mở tài khoản giao dịch tại sàn ha. Thì đầu tiên là anh chị nhìn lên màn hình giúp em ha. Thì anh chị truy cập vào website www.bostonmet.com. Thì khi anh chị bấm vào link này, nó sẽ hiện anh chị nhìn góc dưới đây giúp em. Thì nó sẽ hiện là đăng nhập, đăng ký và cái ngôi sao này. Thì chỗ cái ngôi sao này anh chị nhấp vào đây để chỉnh vào tiếng Việt nha, cho mình dễ hiểu hơn ha. Rồi, sau đó anh chị bấm vào đăng ký. Thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này nè. Rồi, nếu như mình là nam thì anh chị để là ông, còn nếu như nữ thì anh chị chỉnh là bà giúp em. Rồi mình để điền vào họ tên. Thì lưu ý, anh chị lưu ý chỗ phần này là họ tên thì anh chị để viết không dấu giúp em ha. Rồi, mình điền ngày tháng năm sinh của mình vào. Quốc gia thì anh chị để là Việt Nam.
Rồi sau đó mình để số điện thoại và email. Cái chỗ này anh chị tích vào đây giúp em. Rồi sau đó mình nhấn vào tiếp tục. Thì khi anh chị nhấn tiếp tục, nó sẽ gửi một cái mã pin về mail cho mình. Thì mình lấy cái mã pin đó mình đăng nhập vào. Thì sau khi mà các anh chị mà đăng nhập mã pin xong á, thì sàn Boston Med nó sẽ gửi cho mình một cái thư chào mừng. Đó, với cái nội dung như thế này là một cái Gmail đăng nhập và cái password là cái mật khẩu á. Rồi, sau khi mà mình có cái mail đó rồi đúng không? Anh chị vẫn đăng nhập vào cái website ban đầu là www.bostonmed.com. Rồi anh chị nhấp vào đăng nhập. Anh chị nhìn góc phải giúp em, thấy không? Cái chỗ mà đăng nhập có email và mật khẩu. Hồi nãy mình đã nhận được một cái thư chào mừng của Boston Med nè. Có cái email mình đăng nhập vào, mật khẩu đăng nhập vô. Rồi nếu như anh chị á, muốn một cái tiện ích hơn là anh chị ghi nhớ thông tin đăng nhập nè, là những lần sau mình chỉ cần bấm vào thôi, không cần phải là nhập lại cái mật khẩu nữa. Rồi sau đó anh chị bấm vào đăng nhập. Rồi, sau khi bấm đăng nhập vào nó sẽ hiện như thế này. Vào cái chỗ mà danh mục trader á, có cái mục tài khoản anh chị. Thì anh chị bấm vào, anh chị thấy không? Mở tài khoản demo, mở tài khoản thật. Thì anh chị bấm vào mở tài khoản thật. Rồi, ở cái cột loại này nè, nó có 4 loại tài khoản. Như hồi nãy Thảo Nhi có chia sẻ với anh chị á, là có tài khoản standard nè, rồi tài khoản VIP, tài khoản VIP, thì tài khoản là ECN. Đó, thì tùy vào các anh chị muốn giao dịch cái loại tài khoản nào mà anh chị chọn ở đây. Thì hiện tại bên em á, là cái tài khoản này là tài khoản có thể giao dịch cả cổ phiếu, forex, hàng hóa, chỉ số luôn. Thì anh chị chọn tài khoản standard, rồi anh chị cứ bấm tiếp tục, đến khi nào nó hiện ra như thế này. Đó là khi này anh chị đã tạo được thành công cái tài khoản với số MT5 là 500XXX. Rồi, thì khi mà anh chị tạo tài khoản đến đây, anh chị lưu ý giúp em hai dòng ha. Cái dòng đầu tiên là cái dòng đăng nhập, đó là 500XXX. Đây là cái số MT5 của các anh chị. Rồi, cái dòng thứ 5 là cái dòng mật khẩu. Có nghĩa là cái dòng mật khẩu này là cái dòng để anh chị đăng nhập vào cái app MT5 một lát á. Anh chị lưu ý hai cái dòng này là dòng đăng nhập là cái số MT5 và cái dòng mật khẩu. Rồi, sau khi anh chị tạo tài khoản xong đúng không? Thì các anh chị vào bước đầu tiên là mình phải tải cái app về. Mình sẽ giao dịch qua app MT5. Nếu như anh chị nào đang sử dụng cái dòng điện thoại Android á, thì anh chị vào CH Play, mình tải MT5. Anh chị nhập là MT5, nó sẽ hiện ra nè. Đây là MetaTrader 5. Còn anh chị nào đang sử dụng điện thoại iPhone á, thì anh chị vào App Store, mình cũng tải tương tự như vậy. Sau khi anh chị tải xong cái này đúng không? Xong cái app này mình mở cái app lên. Thì cái bước tiếp theo là anh chị nhìn giúp em ha. Cái dấu cộng ở đây nè. Các anh chị nhấp vào dấu cộng này để mình đăng nhập. Khi anh chị nhấp vào dấu cộng này, nó sẽ hiện ra cái hình thứ ba. Cái chỗ mà rocker, thì cái chỗ rocker này anh chị nhập vào chữ Boston Med. Khi nào nó hiện ra cái logo chữ B màu xanh nè, là Boston Med LLC, thì anh chị nhấp vào cái logo này. Rồi, cái hình thứ tư là cái chỗ này á, cái chỗ mà đăng nhập vào mật khẩu á. Hồi nãy em kêu anh chị lưu ý nhớ không, là mình đăng nhập cái số MT5 vào và cái mật khẩu. Sau đó cái chỗ mà máy chủ á, anh chị chuyển thành là Boston Med Play giúp em. Đây là cái tài khoản thật. Rồi sau đó anh chị bấm luôn mật khẩu để cho mình dễ nhớ hơn. Sau đó mình bấm đăng nhập. Còn anh chị nào mà kiểu như là mình muốn đổi cho mình một cái mật khẩu dễ nhớ hơn á, thì khi mà đăng nhập xong á, trong đó nó sẽ có cái mục đổi mật khẩu á, thì anh chị có thể vào đổi mật khẩu được ha. Thì như lúc nãy là bên em cũng có nói, thì cái buổi học này chủ yếu là dành cho các anh chị đầu tư, nhà đầu tư mới tìm hiểu về thị trường hoặc là chưa rành về thị trường này nhiều lắm. Thì em nghĩ là anh chị nên tìm hiểu đầu tư về các thương vụ cổ phiếu. Tại vì cổ phiếu là biên độ dao động của nó nhỏ, với lại là nó ít rủi ro hơn, với lại là lợi nhuận mình có hai cái phần lợi nhuận là lợi nhuận kép và lợi nhuận từ cổ tức nữa. Lợi nhuận tăng trưởng giá và lợi nhuận từ cổ tức á. Nên là trong tháng 6 này bên em cũng có rất nhiều thương vụ. Nhưng mà tụi em á sẽ, trong lớp học hôm nay tụi em sẽ giới thiệu cho anh chị về hai cái thương vụ cổ phiếu. Nói chung là tỷ suất lợi nhuận cũng khá là cao. Đó là cái thương vụ cổ phiếu Coca-Cola và Gillette. Thì tiếp theo là em mời Thảo Nhi sẽ giới thiệu cho các anh chị về cái thương vụ cổ phiếu của Gillette ha.
Dạ, xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư ha. Thì tiếp theo em sẽ giới thiệu cho các anh chị về thương vụ Gilead ha. Thì các anh chị ơi, sở dĩ mà Thảo Nhi chọn cái thương vụ Gilead này để giới thiệu cho các anh chị á là tại vì bây giờ mình cũng thấy đang là dịch COVID-19 bùng phát rất là mạnh. Mà cái Gilead này đang dẫn đầu trong cuộc săn lùng phương pháp điều trị COVID-19 đó các anh chị. Là một trong những cái công ty dược phẩm sinh học nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các loại thuốc trong lĩnh vực y tế. Thì Gilead cũng đã đi đầu trong việc phát triển phương pháp điều trị cho COVID-19 các anh chị nha. Thì WHO đã tuyên bố rằng cái thuốc chống COVID-19 của công ty này là một trong những loại thuốc tiềm năng và hứa hẹn có thể chữa khỏi căn bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra ha. Thì mã Gilead ký hiệu là GILD. Các anh chị mình chú ý ha, ký hiệu của nó là GILD và giá hiện tại của nó đang là 67 đô trên một cổ phiếu. Và sau khi sàn Boston Med hỗ trợ đòn bẩy cho mình á, là 1/20 thì các anh chị mình chỉ còn bỏ ra là 3,35 đô là mình có thể sở hữu được một cổ phiếu rồi nha anh chị. Thì vào ngày 14 tháng 6 sắp tới đây thì Gilead sẽ tiến hành chia cổ tức cho cổ đông với giá trị là 0,71 đô trên một cổ phiếu với tỷ suất lợi nhuận là lên đến là 22%. Vậy thì bây giờ các anh chị mình tưởng tượng xem nếu như các anh chị mình nắm giữ 1.000 cổ phiếu thì chắc chắn 100% là tới ngày 14 tháng 6 các anh chị mình sẽ có trong tay là 710 đô. Và đó là phần lợi nhuận từ cổ tức nha. Còn phần lợi nhuận tăng trưởng giá, ví dụ như chỉ cần nó tăng một giá thôi, các anh chị mình sở hữu 1.000 cổ phiếu thì chắc chắn mình sẽ có được 1.000 đô ha. Cộng với cái phần mà lợi nhuận từ cổ tức lúc nãy thì các anh chị mình nhận được là 1.710 đô nha các anh chị. Vậy thì tại sao chúng ta nên đầu tư vào cái thương vụ Gilead này? Thì như các anh chị mình cũng đã biết, một tập đoàn mà nó có phát triển hay không á, thì người ta sẽ thường nhìn vào doanh số cũng như là cái tiềm năng sắp tới của nó. Thì về Gilead á, nó có một số những cái lý do sau đây để mà chúng ta có thể tin tưởng rằng á, chắc chắn nó sẽ là một cái mã cổ phiếu rất tốt mà các anh chị mình có thể đầu tư vào ha. Thứ nhất á, là Gilead nghiên cứu cho ra Veklury, thì đây là một cái loại thuốc điều trị COVID-19, nó mang về doanh số rất là cao cho tập đoàn này. Và cái doanh số của nó là lên đến là 1,5 tỷ USD trong vào là 6 tháng đầu năm 2021 này thôi nha các anh chị. Thì với hơn là 50% bệnh nhân tại Hoa Kỳ điều trị bằng thuốc. Thì nếu như á, mà họ tiếp tục nghiên cứu và nâng cấp hiệu quả của Veklury này á, thì tập đoàn Gilead có thể đem lại doanh số là lên đến là 8 đến 12 tỷ USD trong năm nay. Thì các anh chị có thể thấy rằng cái tiềm năng tăng trưởng của nó khá là tốt ha. Rồi tiếp theo á, là vào tháng 4 năm 2021, có nghĩa là năm nay á, các anh chị vừa tháng 4 vừa qua á, thì thuốc điều trị ung thư Trodelvy của Gilead á, đã được là FDA chấp nhận dùng để điều trị những cái bệnh ung thư, ví dụ như là ung thư di căn và ung thư biểu mô. Thì cái loại thuốc này là độc quyền trên thị trường với hơn 50.000 bệnh nhân ung thư chỉ tính tại Mỹ thôi nha. Thì đây là một cái tin rất là tốt cho tập đoàn Gilead, tại vì nó khẳng định được cái vị thế của nó và nó còn hứa hẹn đem lại cái doanh số rất là cao cho tập đoàn này và cổ phiếu của nó sẽ chắc chắn tăng trong dài hạn. Rồi, tiếp theo các chị mình có thể đây thấy là trên đây là cái bảng quản trị vốn của Gilead ha. Thì em sẽ nói cho các anh chị biết là với số vốn 1.000 đô, 5.000 đô hay 10.000 đô thì mình có thể mình đầu tư cái thương vụ này như thế nào và cái lợi nhuận của mình như thế nào ha. Thì các anh chị mình có thể thấy cái phần giá cổ phiếu á, thì hiện tại á, giá cổ phiếu của nó đang là 67 đô trên một cổ phiếu. Thì sau đòn bẩy giá của nó sẽ là 3,35 đô trên một cổ phiếu. Đó, thì với số vốn của các anh chị là 1.000 đô, các anh chị nhìn vào cái cột thứ hai giúp em. Với số vốn là 1.000 đô nha, thì các anh chị có thể là mua được là 299 cổ phiếu. Thì tới ngày 14 tháng 6 nó chia cổ tức là 0,71 đô. Thì với 299 cổ phiếu đó, các anh chị mình sẽ nhận được chắc chắn 100% là 210 đô từ cổ tức nha. Đó là về cổ tức. Còn về lợi nhuận tăng trưởng á, nếu như mà nó tăng một giá, với số cổ phiếu là 299 mà tăng một giá thì các anh chị mình sẽ có là 299 đô. Còn nếu như mà nó tăng 5 giá thì các anh chị sẽ có là 1.493 đô nha các anh chị. Thì cái mã này á, nó sẽ dành cho các cái nhà đầu tư mà mình có vốn thấp nhưng mà mình muốn đầu tư lâu dài. Và em có một cái lời khuyên dành cho các anh chị là mình nên mua tích trữ từ bây giờ đi để mà mình nhận cổ tức và mình nhận được cái phần tăng trưởng nữa. Thì hôm nay cũng là ngày 7 tháng 6 rồi,
Thì cái mã này ngày 14 tháng 6 nó sẽ chia. Vậy thì các anh chị mình còn chỉ còn có 5 phiên nữa thôi để mà các anh chị mình có thể là nhận cổ tức từ cái thương vụ này ha. Thì các anh chị mình cứ cân nhắc về cái thương vụ này đi. Thì mình cứ liên hệ với là Thảo Nhi cũng như là Ngọc Nhi á, bên em có là ghi số điện thoại trên màn hình á, hoặc là các anh chị mình có thể liên hệ với cái bạn hỗ trợ mình á để mà được hướng dẫn mình đầu tư vào cái thương vụ cực kỳ lợi nhuận này nha các anh chị. Thì song song với thương vụ Gilead này á, thì hiện tại các anh chị mình có thể đầu tư thêm một cái thương vụ mà Thảo Nhi nghĩ là nó rất là quen thuộc với các anh chị luôn á, và nó là một trong những cái tập đoàn mà nó ít chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ha, đó là tập đoàn Coca-Cola ha. Thì tiếp theo sau đây xin mời Ngọc Nhi sẽ giới thiệu cho các anh chị mình về cái thương vụ Coca-Cola. Ngọc Nhi ha. Dạ rồi ha, thì nói đến Coca-Cola chắc chắn anh chị mình ở đây ai cũng biết rồi đúng không ạ? Thì Coca-Cola là một tập đoàn nước giải khát có ga và không có ga đa quốc gia của Hoa Kỳ. Thì cái mã ký hiệu của Coca-Cola đó là KO. Và giá hiện tại Coca-Cola khá là rẻ anh chị, chỉ có 56,24 đô trên một cổ phiếu thôi. Đó, giá rất là thấp luôn. Và giá sao đòn bẩy là 2,81 đô trên một cổ phiếu. Thì Coca-Cola nó cũng giống như Gillette là vào ngày 14 tháng 6 thì cái tập đoàn này sẽ chia cổ tức và nó chia với giá trị là 0,42 đô trên một cổ với tỷ suất lợi nhuận lên đến 15%. 15% cũng khá là cao rồi đó anh chị. Rồi ha, anh chị thử lập giúp em một bài toán nha. Ví dụ bây giờ anh chị đang có 1.000 cổ phiếu, đúng không? Thì tới ngày 14 tháng 6 anh chị sẽ nhận được bao nhiêu? Anh chị sẽ nhận được 420 đô. Đó là cái phần lợi nhuận từ cổ tức. Em đảm bảo chắc chắn 100% với mình luôn ha. Thì cái phần lợi nhuận này là chắc chắn anh chị sẽ nhận được. Và anh chị sẽ nhận được trước cái phiên mở cửa của nó là vào ngày 14 tháng 6. Rồi, và ví dụ từ thời điểm này đến ngày 14 tháng 6 chỉ cần nó tăng một giá thôi. Em có thể là nó tăng hơn rất là nhiều, nhưng em ví dụ đơn giản tăng một giá. Anh chị có 1.000 cổ phiếu thì anh chị có 1.000 đô đúng không? 1.000 đô mà cộng với 420 đô nữa thì sơ sơ chỉ trong vòng 5 ngày thôi là mình có 1.420 đô rồi đúng không ạ? Rồi, và có nhiều anh chị thắc mắc là bây giờ trong thời điểm như thế này mình có nên đầu tư vào Coca-Cola hay không? Thì theo quan điểm của Ngọc Nhi nha, thì Coca-Cola là một cái mã cổ phiếu mà trả cổ tức tương đối tốt với các nhà đầu tư mà xác định là cái xu hướng dài hạn. Thì công ty này đã tăng cổ tức trong 56 năm liên tiếp rồi anh chị. Không phải mới tăng đây, 56 năm liên tiếp cái lợi nhuận cổ tức của nó lúc nào nó cũng tăng hết. Và cái mức lợi suất cổ tức nó lên đến tận 3,14%. Thì có thể nói Coca-Cola là một lựa chọn an toàn nếu các anh chị đang cân nhắc chuyển vốn vào các mã cổ phiếu mà chia cổ tức có mức tăng trưởng an toàn và ổn định. Rồi, thứ hai là sản phẩm Coca-Cola là một sản phẩm đa dạng phù hợp với tất cả các phù hợp với tất cả mọi người. Thì chắc hẳn luôn em có thể là cam kết tại thời điểm này các anh chị chưa từng uống một lon Coca hay một chai Coca hết đúng không ạ? Đó, thì ngoài cái việc mà bán sản phẩm có ga như là Coca nè, hay là Sprite, hay là Penta, thì công ty này còn có các đồ uống không ga như là nước chanh Munich Med, hay là trà không đường, sữa, và có kể cả còn có nước suối Dasani nữa anh chị. Thì dù hiện tại nha, trên thị trường có nhiều đối thủ nặng ký, nhưng mà Coca-Cola là có một cái sức mạnh thương hiệu khổng lồ và tiếp thị. Thực chất có rất ít công ty chịu bỏ một cái số vốn khá là lớn để mà PR hay là về cái thương hiệu của họ. Nhưng mà Coca-Cola dám bỏ 10,3 tỷ đô la cho cái việc chi phí bán hàng và chi trả về cái chi phí của quản lý. Đó là những cái lợi thế cạnh tranh của Coca-Cola trên cái thị trường dài hạn này. Thì ở thời điểm hiện tại thôi, tổng doanh thu của Coca-Cola từ đầu năm 2021 đến thời điểm hiện tại là 37,27 tỷ USD. Vượt mặt cả McDonald's luôn anh chị. Thì lúc đầu là đầu năm thay vì cái tỷ lệ doanh thu của McDonald's và Coca-Cola là ngang nhau, nhưng mà so với tới thời điểm hiện tại thì Coca-Cola đã vượt mặt McDonald's. Thì các anh chị thấy đấy, thì nếu như mà các anh chị có theo dõi Coca-Cola, anh chị lên investin.com, anh chị thấy là giá của nó phiên thứ 6 vừa qua nó đã tăng 0.6 giá. Nó tăng 3 phiên liên tiếp rồi anh chị. Tăng 0.6 giá, nếu như một mình có 1.000 cổ phiếu thì chắc chắn mình phải có lợi nhuận là 600 đô rồi đúng không ạ? Đó, và đây là một cái mã mà gọi là giá của nó khá là thấp, chỉ có 50 mấy đô trên một cổ, mà sao đòn bẩy chỉ còn có 2.8 thôi, và cái cổ tức cũng khá là cao, tận 0.42 đô trên một cổ. Thì chỉ còn có 5 phiên nữa để mình có thể mua cái mã cổ phiếu này.
Thì nếu như mà được á, thì em nghĩ đây là thời điểm tốt để anh chị có thể đầu tư. Thì bây giờ hiện tại đang có hai thương vụ đúng không? Vừa có Coca-Cola, vừa có Gillette. Anh chị không biết là mình nên đầu tư vào cái thương vụ nào. Tại sao anh chị không chích một cái số vốn của mình ra cho mỗi một thương vụ một cái một ít, đúng không? Tại vì á, mỗi cái thương vụ nó đều có ưu điểm của nó. Ví dụ như Coca-Cola thì cái mã này giá cổ phiếu rẻ nè, cổ tức cao nè. Còn Gillette là đang trong cái mùa dịch Covid-19, cái mã này anh chị có thể đầu tư dài hạn được luôn. Là quan trọng là mình biết cái cách để nắm bắt giá cũng như là cái xu hướng như thế nào để mình có cái lợi nhuận tối ưu nhất. Thì khi anh chị tham gia vào á, bây giờ nha, ở đầu tư cổ phiếu không phải là mình muốn mua lúc nào cũng được. Nghĩa là trong phiên nha, có thể đầu phiên giá nó tăng, giữa phiên giá nó giảm, hoặc là sau đó thì khi anh chị tham gia vào thì bên em sẽ hỗ trợ cho mình. Có nghĩa là bên em sẽ canh cái vùng giá thấp nhất để anh chị có thể mua, để anh chị có thể tối đa cái lợi nhuận của mình á. Dạ, thì nếu như anh chị đang muốn mua cho mình một số mã cổ phiếu Coca-Cola hoặc là Gillette thì anh chị có thể liên hệ với Thảo Nhi hoặc Ngọc Nhi hoặc các bạn hỗ trợ để bên em có thể hướng dẫn tối nay mở phiên bên em canh giá mua cho mình để mình có một cái vùng giá tốt nhất cũng như là cái lợi nhuận tốt nhất anh chị ha. Thảo Nhi ơi, thì nghe nói là hiện tại sàn Bostonmed đó đang có nhiều cái chương trình ưu đãi dành cho nhà đầu tư lắm đúng không? Thì không biết là Thảo Nhi có thể bật mí cho các anh chị biết là hiện tại sàn bên mình có cái những cái chương trình ưu đãi nào không? Tại vì Ngọc Nhi nhìn trên cái phần hỏi đáp đó, thì cũng có nhiều anh chị đang quan tâm về bonus cũng như là ưu đãi tài sản á, thì Thảo Nhi trình bày cho các anh chị biết được không ạ? Ok, tất nhiên rồi. Thì bây giờ Thảo Nhi sẽ giới thiệu cho các anh chị mình ở đây á biết về những cái ưu đãi của sàn ha. Tại vì Thảo Nhi biết là có rất là nhiều anh chị đang quan tâm những cái ưu đãi tại sàn lắm nè. Thì bây giờ các anh chị mình nhìn vào góc bên trái màn hình á, thì bên em có một cái chương trình ưu đãi, đó là bonus là 200%. Thì đây được xem như là một cái chương trình đặc biệt chỉ có duy nhất tại sàn Bostonmax thôi nha các anh chị. Thì bonus lên đến 200% này sẽ dành cho các cái anh chị nhà đầu tư với số vốn là từ 2.000 đô trở lên ha. Và cái bonus này nó cũng giúp cho anh chị có thêm số vốn rồi mình đầu tư để mình nâng cao cái lợi nhuận của mình. Và cái lợi nhuận của mình là hầu như là gấp 3 luôn á nha các anh chị. Em ví dụ như hiện tại giá của mình, vốn của mình là 1.000 đô đi, thì mình mua được 100 cổ phiếu. Đó, ví dụ nó tăng một giá thì mình lời 100 đô, nhưng mà khi mà sàn em hỗ trợ bonus 200% cho mình á thì vốn của mình đã được nâng lên là 6.000 đô nha các anh chị. Thì các anh chị có thể mua được 300 cổ phiếu. Nếu mà nó tăng một giá thì mình lời được tới 300 đô lận nha. Đó thì nó sẽ nâng cái phần lợi nhuận tăng trưởng cũng như là phần lợi nhuận cổ tức mà mình nhận được nha các anh chị. Rồi, thì cái chương trình thứ hai ở bên em đó là cái voucher 50 đô. Thì cái voucher này á, thì khi mà các anh chị đầu tư tại sàn á, khi mà các anh chị mở một cái tài khoản tối thiểu là 500 đô, thì các anh chị sẽ nhận được cái voucher này. Và cái voucher này nó giống như là tiền thật á, bên em sẽ cộng trực tiếp vào vốn cho mình luôn. Thì chỉ còn các anh chị mình giao dịch tại sàn là các anh chị mình có thể là rút cái 50 đô này về nha các anh chị. Và còn một chương trình nữa bên em không ghi vào màn hình, nhưng mà đây cũng là một cái chương trình khá là đặc biệt ở ở sàn Bostonmed nha, đó là chương trình cài lót hoàn tiền nha các anh chị. Thì cái chương trình này á, ví dụ như các anh chị mình giao dịch đó về forex cũng như là hàng hóa, thì cứ một lót giao dịch, một lót các anh chị giao dịch thì bên em sẽ hoàn lại cho mình là tối đa là 5 đô trên một lót ha. Nếu như mà các anh chị mình giao dịch 10 lót thì bên em sẽ hoàn lại cho mình tối đa là 50 đô nha. Rồi thì các bên em sẽ không có quy định là các anh chị mình mỗi lần phải giao dịch một lót, hai lót gì cả. Các anh chị mình cứ giao dịch đúng với cái số vốn của mình. Ví dụ như là 0,1 nè, 0,2 hoặc là 0,5 gì đó thì bên em sẽ cộng dồn lại cho các anh chị. Cứ một lót thì bên em sẽ hoàn tối đa là 5 đô cho mình, và cũng không quan trọng là cái lót đó các anh chị mình thắng hay thua thì bên em đều hoàn tiền cho mình nha các anh chị. Đó, thì trên đây là tổng quan về thị trường chứng khoán, những cái mã cổ phiếu tiềm năng chia cổ tức mà bên em vừa giới thiệu cho các anh chị. Thì tiếp theo sau đây á, thì các anh chị mình có cái thắc mắc gì á, thì các anh chị mình vui lòng liên hệ với Thảo Nhi cũng như là Ngọc Nhi qua hai số điện thoại trên màn hình nha các anh chị. Rồi, các anh chị mình nhìn trên màn hình ha, số điện thoại của Thảo Nhi là 0332950334 ha, và Zalo tên Nhi nha. Còn số điện thoại của Ngọc Nhi là 0926839537 nha các anh chị. Thì bây giờ là hiện tại, nếu mà từ đầu buổi học tới bây giờ các anh chị nào mà có những cái thắc mắc gì thì các anh chị mình vui lòng đặt câu hỏi để mà bên em có thể giải đáp cho mình nha các anh chị. Hiện tại là em thấy cũng có là khá là nhiều câu hỏi á, thì em thấy có khá là nhiều câu hỏi, thì bây giờ các anh chị mình có thêm những câu hỏi nào thì các anh chị mình có thể là giới thiệu sơ, các anh chị mình có thể đặt nha.
À, em thấy câu hỏi của anh Huy iPhone á là chào bạn, còn về bonus của tài khoản thì sao? Vốn bao nhiêu là đủ lớn để đầu tư vậy bạn? Phí qua đêm sàn này tính sao? Em thấy anh có là ba câu hỏi nha. Thì câu hỏi đầu tiên của anh á là về bonus của tài khoản thì sao? Thì giống như cái phần lúc nãy em vừa giới thiệu cho anh á, thì sàn bên em á sẽ có là ba chương trình ưu đãi cho anh ha. Nếu như á mà anh giao dịch vốn từ 2.000 đô trở lên đi thì bên em sẽ hỗ trợ cho mình là bonus là 200% á, có nghĩa là ví dụ anh nạp 2.000 đi thì bên em sẽ hỗ trợ cho mình bonus 200% là tài khoản của mình sẽ được 6.000 đô anh ha. Và anh còn được tặng thêm 50 đô voucher từ sàn, và 50 đô này là tiền thật. Khi mà chỉ cần anh giao dịch tại sàn là anh sẽ được rút cái voucher này về nha. Rồi, ngoài ra nếu như mà vốn anh là từ 1.000 đô mà không phải 500 đô nha, 500 đô thì bên em sẽ không hỗ trợ chương trình này. Thì bên em có chương trình cài lót hoàn tiền cho mình á, thì một lót là tối đa là 5 đô nha các anh chị. Thì cái này lúc nãy em có nói qua rồi á. Và câu hỏi thứ hai của anh là vốn bao nhiêu là đủ lớn để đầu tư vậy bạn? Cái vấn đề này thường em thấy các anh chị mình hay hỏi vốn tối thiểu ha, còn anh hỏi vốn đủ lớn để đầu tư vậy bạn ha. Thì cái này em phải hỏi ngược lại anh là anh có bao nhiêu tiền để mà anh đầu tư vào sàn bên em ha. Tại vì anh ví dụ vốn anh càng lớn thì anh quản trị rủi ro được càng tốt và cái lợi nhuận của mình nó càng cao thôi anh. Nếu được thì mình cứ vào khoảng 5.000, 10.000 đi anh ha. Rồi, rồi tiếp theo cái câu hỏi thứ ba của anh là phí qua đêm sàn này tính sao? Thì phí qua đêm thì cũng tùy vào số vốn của anh thôi. Nếu như mà vốn anh từ 2.000 đô trở lên thì bên em lọc free phí qua đêm cho mình. Còn nếu như vốn anh dưới 2.000 đô thì cái phí qua đêm của bên em là tầm từ 3 đến 5% trên một năm anh ha. Là nó rất là thấp so với những cái sàn khác luôn á. Thì em thấy câu hỏi của anh Đại Khoa là mình chỉ có 40 triệu có tham gia đầu tư được không? Dạ được chứ anh. Dạ 40 triệu mình tham gia đầu tư được nha anh. Nhưng mà tại sao mình không thêm 5 triệu nữa nha anh? Khoảng 45 triệu là mình được 2.000 đô rồi, là mình được free phí qua đêm rồi, rồi mình được cái bonus 200% nữa. Thì nếu được thì ráng ráng thêm 5 triệu nữa anh ha, để mà mình được 2.000 đô á. Rồi em thấy là anh Bảo Lâm có hỏi câu hỏi là ngoài hai công ty đó thì còn công ty nào để đầu tư trong tháng này nữa không bạn? Thì ngoài hai cái công ty lúc nãy mà tụi em vừa giới thiệu thì cuối tháng này thì bên em có cái thương vụ là Total SA là về dầu khí các anh chị, với lại là Saburi. Thì do cái buổi học mình là cái thời gian nó cũng có hạn á, cho nên nếu mà các anh chị muốn biết về hai cái thương vụ này á, các anh chị kết bạn với Thảo Nhi, Ngọc Nhi cũng như là các bạn hỗ trợ cho mình á, thì bên em sẽ cho các anh chị những cái thông tin về hai cái thương vụ này cũng như là lập cho các anh chị cái bảng quản trị vốn luôn các anh chị ha. Rồi ha, em xin trả lời tiếp câu hỏi của chị Kiều ha. Thì tham gia vào sàn cần những gì ạ? Thì để tham gia vào sàn, thứ nhất là hồi nãy em có hướng dẫn mình tạo tài khoản á, thì cái bước tài khoản á thì đòi hỏi là anh chị phải có chứng minh nhân dân hai mặt cộng với cái Gmail. Thì cái chứng minh nhân dân hai mặt á, nó để đảm bảo xác thực thông tin của mình, đúng thông tin, đảm bảo dòng tiền cho mình thôi á. Là chị, tại vì mình giao dịch qua cái app MT5 á, hầu như là đây là một kênh đầu tư online á, nên chỉ cần anh chị có chứng minh nhân dân hai mặt cộng với cái Gmail là mình đã có thể tạo được cái tài khoản giao dịch tại sàn rồi anh chị. Gillette và em xin trả lời câu hỏi của Gia Linh ha. Thì Gillette và Coca-Cola thấy giá cũng tương đối cao, theo em có điều chỉnh để canh mua không? Thì hiện tại theo em thấy á, so với tất cả các mã cổ phiếu thì Gillette và Coca-Cola thì giá của nó tương đối thấp rồi. Thật sự nó không có quá cao đâu anh chị. Thì Coca-Cola có 50 mấy đô trên một cổ phiếu thôi. Và hiện tại á, 3 phiên vừa qua nó đều tăng rồi. Thì em nghĩ là sắp tới nó sẽ có một phiên giảm nhẹ. Thì anh chị có thể vào bắt giá để mình có thể là mình có thể có được cái lợi nhuận cao. Tại vì á, hiện tại là còn 5 phiên nữa là cái mã này nó sẽ chia cổ tức. Có nghĩa là thường á, xu hướng gần đến sắp ngày chia cổ tức thì giá của nó sẽ tăng. Nên thời điểm này em nghĩ là anh chị cứ vào mua đi. Đó, tại vì giá của nó không quá cao đâu anh chị, chỉ có mấy chục đô thôi. Tại vì so với những cái mã cổ phiếu khác đó, mấy những cái mã kia nó giá tới tận mấy trăm đô lận. Còn Coca-Cola chỉ có 56 đô thôi, thì khá là rẻ rồi. Nên em nghĩ là sắp tới anh chị có thể là vào mua được đó. Không cần phải đợi đâu, tại vì có thể là phiên sắp tới nó sẽ giảm nhẹ nữa. Tại vì nó đã tăng 3 phiên liên tiếp rồi. Em xin trả lời câu hỏi của chị Bích Phương. Cho mình hỏi giá sử dụng đòn bẩy là như thế nào vậy Ad? Với cổ tức làm sao nhận được? Sử dụng đòn bẩy thì lúc đầu Thảo Nhi cũng có hướng dẫn cho mình là tùy vào từng sản phẩm bên em có đòn bẩy khác nhau. Ví dụ như đòn bẩy cho cổ phiếu là 1:20
Thì anh chị cứ nghĩ đơn giản đi, bây giờ ví dụ giá cổ phiếu đang là 100 đô trên một cổ phiếu, đúng không? Thì á, anh chị á, bên em hỗ trợ đòn bẩy cho mình 1/20, thì anh chị cứ lấy 100, anh chị chia cho 20, thì anh chị sẽ ra cái giá cổ phiếu mà mình sẽ ký quỹ, đó là 5 đô trên một cổ phiếu. Cái là anh chị chia cho 20 á, đó thì sẽ ra giá. Ví dụ còn đối với Forex thì là 1/500, còn hàng hóa như là vàng dầu thì là 1/100. Còn phần cổ tức làm sao nhận được? Cổ tức là mình sẽ nhận trực tiếp, nó cộng vào cái tài khoản của mình luôn anh chị nha. Ví dụ như bây giờ anh chị mua cổ phiếu của Coca-Cola, đúng không? Anh chị mua 100 cổ, 1.000 cổ đi. Thì á, tới ngày 14 tháng 6, có nghĩa là trước phiên, tại vì 8:30 tối là cái phiên Mỹ nó sẽ mở cửa, đúng không? Thì mình sẽ nhận trước 8:30 tối là anh chị sẽ được cộng vào cái tài khoản của mình là 420 đô. Là 1.000 cổ là 420 đô. Có nghĩa là nó sẽ cộng trực tiếp vào cái tài khoản của mình luôn anh chị ha. Đó, sẽ cộng trước khi mà cái phiên mở cửa nha. Có nghĩa là 8:30 mở cửa thì nó sẽ cộng trước 8:30. Rồi, em xin trả lời là anh là người mới, em có thể hướng dẫn giúp anh không? Thì hai đứa em có để lại số điện thoại á, Thảo Nhi và Ngọc Nhi có số điện thoại trên màn hình á. Số điện thoại của bạn Thảo Nhi là 0332 950 334. À, số điện thoại của Ngọc Nhi là 0926 839 537. Thì anh có thể là add hai số Zalo bên tụi em, thì để tụi em có thể hướng dẫn cũng như là hỗ trợ cho mình hiểu rõ hơn về thị trường này. Lợi nhuận có ổn định không em? Thì theo em thấy á, hiện tại thì hai cái mã cổ phiếu này đang khá là ok. Tại vì thứ nhất là tiềm năng tăng trưởng của nó khá cao, với lại là tụi em cũng đưa ra cho mình một số lý do là tại sao mình nên đầu tư vào hai cái thương vụ cổ phiếu này. Với lại là còn có 5 phiên nữa thì hai mã này sẽ chia cổ tức, và cổ tức cũng khá là cao luôn. Thì em nghĩ là đây là hai cái thương vụ tốt mang đến lợi nhuận cho mình á. Thì anh chị có thể là tham khảo cũng như là đầu tư vào hai cái thương vụ này. Và câu hỏi cuối cùng của Phúc Hòa, thì em xin trả lời là cho anh hỏi về nạp rút thì như thế nào em? Dạ, thì nạp rút á, thì bên em sẽ không có quy định. Có nghĩa là mình muốn nạp lúc nào hay là rút lúc nào là tùy mình thôi. Và nạp rút bên em là thanh khoản cực kỳ nhanh, là trong vòng khoảng từ 10 đến 15 phút là tiền nó vào tài khoản cho mình luôn. Thì cái lúc mà hồi nãy anh chị nhớ là lúc mình tạo tài khoản không? Tại cái website của sàn á, thì trên đó dưới có phần danh mục trader có cái mục vốn. Thì trong cái mục vốn đó có cái mục nạp tiền và rút tiền. Thì anh chị cứ đi vào đó, thì mục nạp tiền anh chị chọn qua cổng thanh toán Head to Pay giúp em. Rồi anh chị cứ nhập là thông tin cái tài khoản của mình cũng như là số tài khoản ngân hàng, rồi anh chị chuyển tiền vào thôi. Nghĩa là tiền nó sẽ trực tiếp cộng vào cái tài khoản MT5 cho mình. Rồi đến khi ví dụ như anh chị giao dịch có lợi nhuận, đúng không? Ví dụ hôm nay anh chị vào giao dịch mà 2 ngày sau anh chị có lợi nhuận, anh chị muốn rút cái phần lợi nhuận của mình về, thì anh chị cứ đăng nhập vào cái website của sàn, rồi anh chị vào cái mục rút vốn, và anh chị nhập số tiền cần rút cũng như là xác thực thông tin chứng minh nhân dân của mình. Anh chị lưu ý giúp em nha, cái tài khoản khi lúc đầu anh chị đăng ký cái tài khoản nào thì khi rút cũng phải rút về cái tài khoản đó. Ví dụ như anh chị đăng ký tài khoản lúc đầu tên là Nguyễn Văn A, thì cái số tài khoản ngân hàng phải trùng khớp là Nguyễn Văn A, thì cái lệnh rút nó sẽ chuyển tự động, tiền nó sẽ cộng vào tài khoản cho anh chị, để tránh cái trường hợp là có thể là ai xâm nhập vào tài khoản. Có nhiều người lo ngại là trời ơi, bây giờ mình đầu tư online như thế này thì có cái gì đảm bảo? Dạ em xin thưa ha, là khi mà anh chị đăng ký thông tin là Nguyễn Văn A, bây giờ ví dụ như anh chị để lộ mật khẩu đi, có ai xâm nhập vào và rút về cái tài khoản Nguyễn Văn B, thì em cam kết với anh chị không bao giờ rút được ha. Phải đúng với thông tin ban đầu của mình. Tại vì nên chính vì vậy tại sao em nói sẽ có cái bước xác thực chứng minh nhân dân ở đây là chi? Là để đảm bảo dòng tiền cho anh chị. Chỉ cần anh chị nhập đúng thông tin, đúng số tài khoản và anh chị thực hiện lệnh rút thì tiền nó sẽ vào tài khoản cho mình. Và bên em cũng không có quy định là mình phải giao dịch đủ bao nhiêu lot hay là bao nhiêu ngày rồi mình mới được rút ra. Thì quan trọng là anh chị muốn giao dịch, anh chị muốn rút vốn lúc nào cũng được, muốn rút bao nhiêu cũng được. Đó, thì cái này là tùy của mình thôi. Tại vì đây là mỗi kênh để đầu tư mà, đâu phải là tụi em phải chôn vốn, giam vốn của mình trong đó đâu. Nên anh chị cứ yên tâm ha. Dạ, thì không biết là anh chị còn câu hỏi nào nữa không ạ? Thì nếu như mà anh chị không có câu hỏi á, thì bên em xin kết thúc cái lớp học hôm nay. Và anh chị có thắc mắc gì, anh chị cứ liên hệ với bạn hỗ trợ hoặc là add Zalo của Thảo Nhi và Ngọc Nhi, để tụi em có thể hỗ trợ tốt hơn cho mình ha. Thì em cũng cảm ơn các anh chị đã dành ít thời gian để lắng nghe cái buổi chia sẻ của Thảo Nhi và Ngọc Nhi. Thì em cũng chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ. Và em xin chân thành cảm ơn các anh chị nhiều ạ.